như vậy đi. Người chiến thắng trong đại hội ngày mốt sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để làm cô dâu của Hê Chi. Người đó sẽ được tỏ tình và được ưu tiên danh lấy Hê Chi. Cô thấy việc này thế nào hả? Chờ đã, cô đang nói cái gì vậy? Nếu như cô thực sự nghiêm túc, chắc hẳn cô đã sẵn sàng giành lấy vị trí đó rồi đúng chứ? Kazuha, chuyện thắng thua không quan trọng đâu. Cậu đừng những lời cô ta. Không biết cô trả lời thế nào. Nhưng tôi thực sự nghiêm túc lắm.